có hỏi thầy giáo là mặt có mấy cái nốt này thì bây giờ xử lý như thế nào. Thế thầy bảo là mua cây sâm bất thường này này, xong lấy châm vào nó. Thế là cách đây được khoảng 5-7 năm vẫn còn làm nghề trang điểm cô dâu đấy, thì mắt mình nó vẫn còn tinh lắm. Thế nhưng là sau mình đi tia laser vào mấy cái mụn ở gần mắt thì tự dưng độ một tuần sau thấy mắt nó bị mờ và phải đeo kính. Thế là trong cái thời gian như thế là mình thấy mắt mờ rồi mình bỏ nghề. Còn trong cái trang điểm mà phải đeo kính như này nhức mắt nó không chịu được, cái là bỏ nghề sau này. Một thời gian sau khoảng 5-7 năm thì nó lại phát triển cái lốt này lên mặt, tại vì giống bố ngày xưa cũng nhiều những cái lốt thịt này thế nên hay bảo đấy. Giờ đi tiêm laser lần nữa thì sợ nó bị mờ mắt thì ảnh hưởng đến sức khỏe thì thôi, mờ mắt còn hơn để mắt nó tinh còn hơn là trong đi tiêm laser vào nó mờ mắt nó thì chết. Thế là thầy mới bảo là dùng cái cây sâm bất thường này để châm vào nó. Thế hôm qua mới lấy được cây sâm bất thường này về cả đêm nằm cứ dây dí đâu vào nó, thử nghiệm là 3 lốt cứ dây dí đâu vào nó, thế đâm vào nó sáng hôm nay tự dưng thì thấy một lốt thì đi đâu mất, thật sự mất tinh luôn. Còn cái lốt bên cạnh đây thì là đang to gấp 3 lần thì bây giờ còn chắc là độ khoảng 1/4 hay là 1/3 thôi mà mới có 1 đêm đấy. Thế còn cái lốt này này nó rất là to, nó to mà nó có nổi cộm lên như thế này mà hôm qua đâm vào rất là nhiều mà sáng